Xin kính chào quý vị nhà đầu tư, tôi là Đặng Trần Phục, founder của AZFIN Việt Nam. PNG là một trong những cổ phiếu mang lại mức lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư từ giai đoạn năm 2015 đến năm 2018. Tuy nhiên, gần đây, từ đầu năm 2020 do dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên toàn cầu khiến cho doanh nghiệp này cũng gánh chịu những cái hậu quả nhất định. Chính vì thế cho nên câu hỏi đặt ra là cổ phiếu PNG liệu còn hấp dẫn không cho nhà đầu tư trong tương lai? Thì để giải đáp câu hỏi này thì hôm nay ở clip định giá thứ 6 trên 69 clip, chúng tôi sẽ định giá cổ phiếu PNG, một công ty bán lẻ trang sức số 1 Việt Nam. Thì ở trong nội dung clip này, tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn rất dễ rõ và đầy đủ các nội dung liên quan đến cổ phiếu PNG cũng như là vùng giá mục tiêu để quý vị và các bạn có thể mua. Thì hãy theo dõi clip này đến tận phút cuối để quý vị và các bạn có thể nhận được cái chiến lược đầu tư một cách phù hợp và hiệu quả nhất. Nội dung trình bày về định giá cổ phiếu PNG của chúng tôi hôm nay gồm có 5 phần như sau. Phần thứ nhất, ngành bán lẻ trang sức như thế nào. Phần thứ hai là tổng quan và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG. Phần thứ ba là phân tích tài chính PNG. Phần thứ bốn là dự phóng kết quả kinh doanh và định giá cổ phiếu. Và cuối cùng là rủi ro và khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu PNG này như thế nào. Trước tiên về ngành bán lẻ thì chúng tôi cho rằng đây là một ngành hưởng lợi nhất từ việc tăng trưởng nền kinh tế. Cơ cấu dân số vàng cùng với giai cấp trung lưu tăng mạnh trong điều kiện GDP của chúng ta tăng trưởng mạnh sẽ giúp ích rất nhiều cho ngành này. GDP tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới, trung bình có thể đạt 6% trong 5 đến 10 năm tới. Thứ hai là tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam đạt 4,4 triệu tỷ đồng, chiếm 80% GDP vào năm 2018 và tăng 13% so với 2017. Thì giai đoạn 2012 đến 2018 tăng trưởng trung bình trên 12% cơ. Thì chúng tôi cho rằng sau 2020 thì cái ngành bán lẻ sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ rất cao, khoảng độ 8 đến 10% trong 5 đến 10 năm tiếp theo. Và thứ ba là quy mô dân số Việt Nam thì rất lớn, thì 93,7 triệu, trong đó cơ cấu dân số rất là trẻ với 60% dân số ở độ tuổi từ 18 đến 50. Thì đây chính là cái độ tuổi tăng thu nhập và tiêu dùng lớn nhất ở các nền kinh tế. Và thứ tư là chi tiêu hộ gia đình dự báo tăng tốc với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 10.5% đến 2023 và có thể tiếp tục tăng trưởng 8 đến 10% đến năm 2025 đến 2030. Và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ, tốc độ tăng trưởng ngành bán lẻ rất là cao ạ. Đó, luôn luôn trên 10% trong những năm qua. Tiếp theo, ngành bán lẻ nó vẫn là một ngành hưởng lợi mạnh nhất từ nền kinh tế. Thì tỷ lệ phủ kênh bán lẻ hiện đại ở Việt Nam vẫn còn rất thấp, do đó còn rất nhiều dư địa để phát triển. Song song với đó là thị trường thương mại điện tử phát triển chóng mặt tại Việt Nam. Theo New Rail thì những chỉ báo tăng trưởng của một thị trường e-commerce gồm có những chỉ báo sau. Một, độ tuổi trung bình nhóm 37 tuổi thì ở Việt Nam hiện nay khoảng 33 tuổi. Hai, tăng trưởng người tiêu dùng kết nối thì lớn hơn 5,3% trên năm, thì cái tỷ lệ này ở Việt Nam rất là tốt. Và thứ ba là tỷ lệ kênh bán lẻ hiện đại nhỏ hơn 7-8%. Thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây Việt Nam mới đạt có 25%, rất tốt, còn dư địa rất lớn. Tiếp theo là mô hình kinh doanh truyền thống tại Việt Nam hiện nay chiếm tới 75%. Thì ngoài chợ truyền thống có khoảng hơn 10.000 điểm thì các chợ góc, chợ tạm lên đến cả chục ngàn điểm. Thế do đó cái dư địa cho các cái chuỗi để có thể tăng trưởng phát triển còn rất lớn. Và tiếp theo, chúng tôi cho rằng ngành bán lẻ trang sức vẫn còn tiềm năng rất nhiều cho các doanh nghiệp trong ngành này. Vì sao lại vậy? Trước tiên, đó là ở lĩnh vực bán lẻ trang sức đang trong xu hướng tăng trưởng tốt. Trong đó, đặc biệt là trang sức có thương hiệu. Do một, thu nhập khả dụng tăng mạnh nhờ tăng trưởng kinh tế. Quý vị cứ thử tưởng tượng, giả định 2.500 đô la này chúng ta đủ mức chi tiêu bình thường. Nếu tăng lên 3.000 đô la thì chúng ta sẽ có 500 đô la dôi dư. Còn nếu tăng lên 3.500 đô la thì chúng ta có những 1.000 đô la dôi dư cơ. Tức là gấp đôi cái mức thu nhập 3.000 đô la. Đúng không?
Điều này có được là nhờ tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang ngày càng tăng nhanh và mạnh, và đây chính là tầng lớp có cái mức chi tiêu tăng mạnh nhất. Thứ hai là cuộc sống hiện đại làm thói quen tiêu dùng thay đổi, dịch chuyển một phần từ mua vàng tích trữ sang mua vàng trang sức. Thứ ba là người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thương hiệu nhiều hơn và sẵn sàng chi trả một mức cao hơn. Trong khi đó, thị phần của trang sức có thương hiệu ở Việt Nam mới chỉ chiếm 20% năm 2016. Đến 2020, chúng tôi ước tính nó cũng chỉ chiếm khoảng 25%. Thế do đó, cái 75% vàng không có thương hiệu kia là cái đất diễn cho các cái doanh nghiệp có thương hiệu có thể chiếm lấy trong tương lai. Tiếp theo, đó là cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý trang sức ở Việt Nam thì không quá khốc liệt. Thì hiện nay PNG đang là một doanh nghiệp dẫn đầu phân khúc có thương hiệu với khoảng 350 cửa hàng tính đến tháng 5 2020 và chiếm đến khoảng 30%, tương đương với khoảng 7% tổng toàn bộ thị trường vàng trang sức. Trong khi đó, các đối thủ phía sau như Presita, Doji, Huy Thanh, Bảo Tín, Minh Châu thì có thị phần rất nhỏ, chưa doanh nghiệp nào bằng 1/5 so với PNG cả. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tổng quan qua về PNG. Thì đây là công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thì giá giao dịch hiện nay vào ngày 20 tháng 7 năm 2020 là 59.400 đồng. Thì trung bình giao dịch cổ phiếu là 385.128 cổ một phiên, vốn hóa thị trường là 13.372 tỷ. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 225.124.000 cổ phiếu. ROE tức là hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tức là công ty bỏ ra 100 tỷ đồng vốn chủ chẳng hạn thì sẽ được 31,35 tỷ đồng lợi nhuận. ROA là tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản thì đạt 22,05%. EPS năm 2019 là 5.176 đồng và book value tức là giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu đó trên mỗi cổ phiếu là 21.500 đồng hết 2019. Thì cổ đông lớn gồm có bà Cao Thị Ngọc Dung thì đang chiếm 9,13%. Thì đây chính là chủ tịch công ty cũng như linh hồn đưa công ty đến với vị thế số 1 như hiện nay. Tiếp theo là có 4 quỹ nước ngoài cũng sở hữu với tỷ lệ khá là cao. Thì PNG là một trong những doanh nghiệp hiếm có cái số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài nắm giữ rất nhiều, lên đến khoảng 15 tổ chức. Thì tập đoàn vàng bạc đá quý và trang sức số 1 Việt Nam này là công ty đứng đầu trong cái mảng trang sức và đá quý với 350 cửa hàng trang sức và 44 cửa hàng đồng hồ. Thì PNG hiện chiếm 30% thị phần trang sức có thương hiệu. Tiếp theo thì về lợi thế cạnh tranh của PLG là gì? Thì PLG sở hữu lợi thế cạnh tranh rất mạnh mà chúng tôi cho rằng 5 đến 10 năm nữa không có đối thủ nào có thể bắt kịp được. Do một, thương hiệu của PLG là mạnh nhất trong cái lĩnh vực này rồi. Thứ hai, mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước với 350 cửa hàng vàng bạc trang sức và 44 cửa hàng đồng hồ. Thứ ba, đó là cái yếu tố cốt lõi tạo lên các cái sản phẩm có giá trị của PNG, chính là đội ngũ thợ kim hoàn lành nghề chiếm tới 70% thị trường. Và điều này rất là hiếm, bởi lẽ để đào tạo được một thợ kim hoàn thì phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí dài hơn cả việc đào tạo phi công cả. Và thứ tư là PNG đang ứng dụng công nghệ rất mạnh để tăng hiệu quả và giảm chi phí. Thực tế cho thấy thì hiệu quả cũng đã bắt đầu từ tháng quý 4 năm 2019. Tiếp theo về quản trị lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp của PNG thì cũng được đánh giá rất cao. Liên quan đến lãnh đạo PNG thì là sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Chủ tịch Dung và sức trẻ của Tổng Giám đốc Thông. Thì hiện tại ở PNG thì cũng có những cái đội ngũ trẻ ở nước ngoài về làm sáng tạo, phụ trách bộ phận marketing. Thế do đó là các sản phẩm của PNG cũng tương đối là có cái xu hướng thời trang rất tốt và hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thể tốt hơn nữa. Thì tay nghề kết hợp thêm nữa đó là tay nghề của nghệ nhân và văn hóa làm việc thì định hướng khách hàng rất rõ ràng ở PNG. Tiếp theo, đó là chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích tài chính của PNG xem công ty này có tình hình tài chính và kết quả kinh doanh như thế nào. Trước tiên là về sức khỏe tài chính của PNG thì được đánh giá rất là tuyệt vời. Thông qua, thứ nhất là tỷ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của PNG như 2015-16 thì khá cao, khoảng 100%. Nhưng đến nay thì chỉ còn có 48,44%
vào quý 1 năm 2020 thôi. Sở dĩ đạt được điều này là do vốn chủ sở hữu của PNG tăng rất mạnh, đến nguyên nhân chủ yếu từ việc lợi nhuận công ty làm ra và giữ lại. Bên cạnh đó là một phần phát hành thêm cổ phiếu để có thể tăng vốn. Bên cạnh đó là cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của PNG tuyệt vời ở mức luôn trên 400%. Điều này giúp cho TPNG vận hành, tăng trưởng doanh nghiệp rất là nhanh mạnh mà không cần phải quá nhiều nợ vay như ở phía trên nhỉ. Thì khi họ chiếm dụng được rồi thì họ sẽ bớt cái phần vay mà thôi. Đó, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở trên này. Tiếp theo là về kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của PNG trong quá khứ thì rất là tốt từ 2016 đến nay. Tuy nhiên thì từ 2020 thì có bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Chúng ta có thể nhìn thấy kết quả kinh doanh của PNG doanh thu tăng trưởng rất tốt. Từ 2016 đến 2019 tăng trưởng rất mạnh mẽ. Cùng với đó là lợi nhuận, dòng lợi nhuận gộp tăng trưởng rất tốt. Và biên lợi nhuận dòng cũng tăng rất mạnh. Biên lợi nhuận gộp đến 2019 đạt tới 20.36%. Quý 1 2020 vẫn đạt 21%, rất cao. Biên lợi nhuận dòng thì đạt tới 7.02%. Và quý 1 2020 còn tăng lên 8.16%, rất là tốt ạ. Và tốc độ tăng trưởng doanh thu tuy có giảm dần nhưng mà nó giảm do cơ cấu sản phẩm của PNG thay đổi, chứ không hẳn là do công ty kém đi, mà do là PNG chuyển hướng bán vàng trang sức nhiều hơn là vàng miếng, do đó là cơ cấu có thể thay đổi một chút. Tiếp theo, đó là ROE của PNG là một trong những doanh nghiệp hàng đầu với cái tỷ suất sinh lời lên đến hơn 30% một năm. Đây là một trong những cái công ty hiếm có cái tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao như vậy. Quý vị và các bạn hãy thử tưởng tượng chúng ta gửi ngân hàng đâu đó được khoảng 6-7% một năm thì PNG làm gấp hơn 4 lần số đó. Và kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020 thì do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cho nên doanh thu thì giảm 1% trong 5 tháng, lợi nhuận gộp giảm 13% và lợi nhuận dòng giảm tới 30%. Thì nguyên nhân đến từ COVID bị ảnh hưởng rất mạnh và dẫn đến nhìn chung tổng hợp kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020 ở đây ạ. Doanh thu giảm từ 6.561 tỷ cùng kỳ 2019 xuống còn 6.521 tỷ, tức là giảm 1%. Thì lợi nhuận sau thuế giảm tới 156 tỷ, tương ứng với 30% so với cùng kỳ năm trước. Thì nguyên nhân của việc 5 tháng lợi nhuận giảm rất mạnh này thì là do kết quả kinh doanh của riêng tháng 4 năm 2020 thì giảm rất mạnh, với doanh thu thì giảm tới 47%, từ 928 tỷ xuống còn 501 tỷ. Lợi nhuận sau thuế giảm rất mạnh tới 142 tỷ, từ 53 tỷ xuống âm 89 tỷ. Và đây chính là nguyên nhân chính nhất kéo cái lợi nhuận của PNG trong 5 tháng giảm tới 30%. Thì vì sao tháng 4 lại giảm mạnh như thế? Thì như chúng ta nhớ lại, thì bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 thì do giãn cách xã hội để có thể dập dịch COVID-19. Từ đó khiến cho PNG phải đóng cửa đa phần các cửa hàng tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong khi các chi phí khác vẫn phải chi. Bởi vậy cho nên công ty đã có tháng lỗ đầu tiên sau nhiều năm hoạt động, thì lỗ tới 89 tỷ. Từ đó kéo kết quả kinh doanh chung 5 tháng giảm rất mạnh. Tình hình trong tương lai thì như thế nào? Thì trong tháng 5, kết quả kinh doanh của PNG đã trở lại một cách khá ấn tượng. Doanh thu thuần thì tăng trưởng 20%, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 20%, 22%. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng từ tháng 5 trở đi đến năm cuối năm 2020 thì doanh thu và lợi nhuận trong 7 tháng này, 8 tháng này của PNG sẽ có sự tăng trưởng trở lại khá tốt, khoảng độ đâu đó 10% so với cùng kỳ năm trước. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với việc đánh giá dòng tiền của PNG. Thì chúng tôi cho rằng dòng tiền của PNG rất là phù hợp với tình hình đang mở rộng sản xuất kinh doanh. Quý vị và các bạn có thể thấy dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thường âm qua các năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thường trong quý 4 các năm thì công ty mở rộng rất là mạnh và việc tích trữ, đặc biệt là tích trữ vàng miếng rất lớn để có thể bán sản phẩm trong cái quý 1 của năm kế tiếp, gồm các cái ngày rất đặc biệt như ví dụ như là gần Tết chẳng hạn thì người ta mua vàng, hay là ngày thần tài người ta cũng mua vàng, hay là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 người ta cũng mua vàng, hay là ngày mùng 8 tháng 3 ngày phụ nữ thì người ta cũng mua vàng.
Chính vì thế công ty thường dồn rất nhiều tiền vào để có thể mua hàng tích trữ vào thời điểm quý 4 hàng năm, do đó làm cho cái dòng tiền nó bị âm. Ngoài ra thì như tôi đã trình bày, PNG có cái sự mở rộng rất là nhanh và mạnh. Chính vì thế cho nên họ đang rất cần tiền để đầu tư vào hàng tồn kho, mở rộng kinh doanh. Tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động đầu tư của PNG thì cũng có 5 âm 5 dương, nhưng mà chủ yếu âm nguyên nhân đến từ PNG cũng đầu tư mở rộng cửa hàng của mình. Bên cạnh đó, như năm 2019 thì công ty cũng đã xây cái trụ sở của mình để tốt hơn, phục vụ cho việc mở rộng một cách chuyên nghiệp hơn trong cái hoạt động kinh doanh. Thì hiển nhiên khi mà dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh âm và dòng tiền hoạt động đầu tư vẫn âm nhiều hơn thì dòng tiền hoạt động tài chính của công ty sẽ dương. Và dương nguyên nhân chủ yếu là do PNG cũng có vay thêm một chút. Bên cạnh đó là có mở rộng thêm sản xuất kinh doanh thông qua việc là phát hành thêm cổ phiếu để tăng quy mô vốn. Từ đó làm cho dòng tiền này dương. Thì dòng tiền này dương thì bù đắp cho việc đầu tư tồn kho để mở rộng, thì chúng tôi cho rằng hoàn toàn rất ok, rất phù hợp với tình hình kinh doanh. Riêng quý 1 năm 2020 thì dòng tiền từ hoạt động tài chính âm, nguyên nhân do quý 1 2020 thì công ty cũng đã bán hạ bớt hàng tồn kho rất nhiều, do phục vụ các cái ngày như thần tài hay là mùng 8 tháng 3 hay là 14 tháng 2 vân vân. Do đó công ty có dư lại tiền và đã trả tiền bớt đi cho chủ nợ, và tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ của PNG luôn luôn kiểm soát rất tốt như phía trên tôi đã trình bày. Tiếp theo, về dự phóng kết quả kinh doanh và định giá cổ phiếu PNG. Thì dự phóng kết quả kinh doanh, chúng tôi cho rằng năm 2020 thì doanh thu của PNG có thể chỉ đạt 16.500 tỷ mà thôi. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 1.020 tỷ, thì giảm 14,57% so với năm 2019. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất, tác động mạnh nhất là đến từ cái tháng 3 và tháng 4 năm 2020 vừa rồi. Thì đến năm 2021, khi không còn bị ảnh hưởng như Covid như 2019 nữa, thì chúng tôi cho rằng PNG sẽ có sự tăng trưởng trở lại với doanh thu khoảng 18.490 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 1.290 tỷ đồng, thì tăng trưởng khoảng 26,47% so với năm 2020. Tương tự với 2021 thì chúng tôi kỳ vọng doanh thu có thể đạt 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.585 tỷ đồng, tăng 22,87% so với năm 2021. Thì PE forward chúng tôi dự báo cho 2020 với vốn hóa hiện nay là 13.370 tỷ đồng thì là khoảng 13.11 lần, mức tương đối hấp dẫn. PE forward cho 2021 khoảng 10.51 lần, đây là chúng tôi đã tính cả số lượng cổ phiếu ESOP cho ban lãnh đạo pha loãng rồi. Và PE cho 2020-2022 khoảng 8.64 lần. Thì cổ tức chúng tôi cho rằng là PNG do vẫn còn nhu cầu mở rộng, thì chúng tôi dự phóng ở mức thận trọng là 1.800 đồng một cổ phiếu, tức là tương đương với khoảng 1% so với mức giá 59.400 đồng mà giao dịch ngày 20 tháng 7 năm 2020 này. Tiếp theo về việc định giá cổ phiếu, thì chúng tôi dựa vào phương pháp, thứ nhất là phương pháp P/E, thì chúng tôi định giá cho rằng giá trị hợp lý của PNG khoảng 70.200 đồng một cổ phiếu. Còn nếu định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền thì chúng tôi sử dụng hai phương pháp, một là chiết khấu dòng tiền tự do đến với vốn chủ sở hữu, hai là chiết khấu dòng tiền tự do doanh nghiệp, thì chúng tôi ra được giá là 67.800 đồng. Thì với cái kỳ vọng đầu tư dài hạn, mục tiêu là khoảng gần 3 năm tới, tức là khi có kết quả kinh doanh của 2022 ấy, tức là đầu năm 2023, thì khoảng độ 2 năm rưỡi tới thôi, không đến 3 năm đâu. Thì kỳ vọng là sinh lời khoảng độ 50-90% cho 2 năm rưỡi nắm giữ cổ phiếu PNG này. Và tiếp theo đó là, vậy thì đầu tư vào cổ phiếu PNG có những cái rủi ro gì? Thì chúng tôi cho rằng đầu tư PNG có 3 rủi ro chính sau. Thứ nhất là xu hướng sử dụng vàng trang sức thì có vẻ như đang chậm lại rồi. Thì một bộ phận không nhỏ các bạn giới trẻ bây giờ cũng không thực sự là quá là yêu thích cái việc sử dụng trang sức bằng vàng nữa, mà thay vào đó họ sử dụng các cái đồ công nghệ và một số các cái trang sức khác nữa. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng đội ngũ sáng tạo của PNG đến nữa thì họ sẽ bắt kịp các cái trend, thậm chí còn đi vượt trước các cái trend để có thể tạo ra những cái bộ trang sức không hẳn chỉ là vàng bạc không, mà có thể là thêm cả những cái trang sức mới đặc biệt nữa. Tiếp theo là
rủi ro lớn nhất chúng tôi đối với PNG trong ngắn và trung hạn đó là khủng hoảng kinh tế thế giới do COVID-19 có thể kéo dài hơn. Và Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng, bởi vì sao? Thế giới bị thì Việt Nam cũng sẽ bị mà thôi, bị ảnh hưởng xấu đấy. Thì ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu như PNG, đây là một ngành hàng tiêu dùng gọi là xa xỉ, không thiết yếu, thì sẽ bị giảm sút cái nhu cầu hoặc là chậm lại cái nhu cầu trong cái thời gian kinh tế còn khó khăn này. Bởi vì về cơ bản mọi người lúc này thì cũng hạn chế việc chi tiêu nhiều hơn, họ dành vào việc tích trữ, tích lũy để phòng ngừa cho những khó khăn trong tương lai nhiều hơn. Tuy nhiên, cái này thì chúng tôi cho rằng sẽ ảnh hưởng ngắn và trung hạn. Còn nếu mà phạm vi từ 3 năm trở lên thì chúng tôi cho rằng sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Bởi vì chúng tôi kỳ vọng rằng vaccine đến cuối 2020 có thể có. Và cái việc dập dịch này có thể diễn ra trong 2021 là hoàn toàn có thể khả thi. Còn nếu cùng lắm thì nó cũng sẽ kéo dài thêm một chút nữa. Thì PNG cũng sẽ bị ảnh hưởng thêm một chút. Tiếp theo, rủi ro thứ ba đó là giá vàng cao sẽ có lợi ngắn hạn, đó là giá hàng tồn kho của PNG tăng thì công ty sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá về mặt tổng thể, trung và dài hạn thì nó sẽ là một cái tác động xấu đến với doanh nghiệp này, do nó sẽ đẩy cái giá trang sức đắt đỏ hơn. Chúng ta thử tưởng tượng rằng cách đây mới có hơn một năm, tôi cũng đã mua vàng cách đây một năm rưỡi vào ngày thần tài của năm 2019. Thì giá vàng lúc đó mới có 36 triệu đồng, 35 triệu rưỡi, 36 triệu đồng một cây. Nhưng mà bây giờ đã lên đến 50 triệu, tức là về cơ bản đã gần tăng gấp rưỡi, tăng khoảng 40%. Như vậy, riêng cái nguyên liệu vàng là cái thành phần chủ yếu trong các cái trang sức. Chính vì thế nó sẽ đội giá sản phẩm lên, đội giá sản phẩm lên. Bởi vậy cho nên sẽ làm người tiêu dùng họ rụt rè hơn, họ có thể thận trọng hơn trong cái việc chi tiêu, thì làm cho nhu cầu giảm sút và có thể ảnh hưởng đến công ty trong ngắn hạn và trung hạn. Bởi vì về dài hạn, nếu mà khi giá vàng đã tăng đến một mức nào đó thì nó sẽ tạo nền ở đó và đi ngang trong một thời gian. Thì chúng tôi cho rằng lúc ý thì cầu của cái trang sức này lại bắt đầu dần dần tăng lên. Đó. Thì trên đây là tôi đã trình bày ba cái rủi ro quý vị và các bạn cần phải chú ý khi đầu tư vào cổ phiếu PNG. Từ những cái cơ sở trên, dự báo lợi nhuận, đánh giá rủi ro, cũng như là đưa ra cái định giá cổ phiếu, thì chúng tôi cho rằng PNG chỉ phù hợp với nhà đầu tư, thứ nhất là nhà đầu tư tăng trưởng, bởi vì đây là một cổ phiếu còn cái sự tăng trưởng rất tốt, do nó mới chỉ chiếm được 30% cái thị trường vàng trang sức có thương hiệu thôi, và trong tương lai nó có thể chiếm cao hơn đó. Thì do đó là nó kỳ vọng vẫn có thể tăng trưởng rất là tốt. Tiếp theo, PNG chỉ thích hợp với đầu tư nắm giữ dài hạn hơn là trên đỉnh, bởi vì cổ phiếu này nó chạy theo cơ bản là chính chứ không phải theo các đội lái và tổ lái nhiều. Hơn nữa rằng cái biến động của PNG nó sẽ bám sát rất nhiều cái kỳ vọng kết quả kinh doanh, chứ không phải là muốn là có thể đẩy giá cổ phiếu lên được. Bởi vậy quý vị hãy lưu ý hai điều này. Một là những nhà đầu tư thích tăng trưởng. Hai là thích hợp với nắm giữ dài hạn, chứ không khuyến nghị về chết đinh. Thì chúng tôi khuyến nghị mua với cái cổ phiếu này khi giá điều chỉnh và ở dưới 60. Và mục tiêu nắm giữ là tối thiểu 2 năm rưỡi nữa, tức là đến đầu 2023. Thì đây xứng đáng là một trong những cổ phiếu có thể mang lại lợi nhuận tốt cho quý vị và các bạn trong cái khoảng thời gian đó, ít nhất là hơn cái lãi suất gửi ngân hàng khoảng 6-7% một năm. Thì trên đây là tôi đã trình bày về cổ phiếu PNG. Quý vị và các bạn có những cái thắc mắc, những cái trao đổi gì thì hãy comment ở phía dưới cho chúng tôi, để chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp quý vị và các bạn một cách tốt nhất. Xin chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.